Xin kính chào quý vị các bạn thân mến. Hôm nay mình muốn chia sẻ quý vị các bạn ngã tư Tân Vàng các bạn, đoạn đường xa lộ Biên Hòa cũ, bây giờ là xa lộ Hà Nội. Đó, hiện tại mình đang đứng ngay ngã tư Tân Vàng các bạn. Hồi xưa ngã tư này thì nhỏ, nay làm cầu vượt ngã tư lớn. À, các bạn thấy làm cái cầu vượt này rất là tiện lợi, nó không có kẹt xe các bạn. Rồi bây giờ xin mời quý vị các bạn mình đi với mình vòng coi cái lượng xe lúc 9 giờ nha các bạn nha. Ngày 14 giờ cao điểm xe cũng không đông. Thôi giờ mình đi nha. Hiện tại mình đang đứng ở ngay ngã tư Tân Vàng các bạn, ngã tư Bình Thắng, Ngãi Thắng gì cũng được. Bây giờ xe đông quá. Đó, các bạn nhìn thấy đó, giờ này container ra vô đông lắm các bạn, cầu vượt đó các bạn. Đoạn đường này mình đi bắt đầu từ hướng Sài Gòn về các bạn. Đó, giờ ngay cái tôi Ngãi Thắng nè, rồi tới cầu Đồng Nai, rồi mình chung xuống cầu đi về thành phố Biên Hòa các bạn. Trung tâm ngã tư luôn các bạn. Các bạn thông cảm nha, bữa nay như trời chuyển mưa, video nó cũng không được rõ. Đó, không có nắng. Đó, phía trước đó là dừng đèn xanh đèn đỏ để phải vô phường Bình Thắng đó các bạn. Đây là đường Nguyễn Xiển này. Phường Bình Thắng, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương.
giờ tới cầu Đồng Nai cũ các bạn, mình rẽ phải chung xuống cầu rồi mới đi vòng qua anh kia đi về phường Tân Vạn, Biên Hòa. Đây là anh ta mua lại ba cái vỏ cũ lặn ra là bắt đầu đắp giá lại các bạn. Nhìn phía trước là cầu Đồng Nai cũ các bạn. Đó, giờ mình sẽ quẹo phải chung với cầu đi về thành phố Biên Hòa, hướng đi Sài Gòn lên đó các bạn. Giờ mình quẹo phải nha. Đó, mình đi về hướng Biên Hòa thì chung dưới đây mà mình quẹo trái về được. Mà mình đi hướng ngược lại đó là cấm không cho đi các bạn, đi đúng là để bị phạt. Đó, các bạn thấy dưới cầu không đó. Đó, xuống đây không có nắng, hơi tối các bạn ha. Đấy, chung với cầu xong rồi trở lên ngã tư Tân Vạn này các bạn. Đến ngã tư là mình quẹo phải đi về Biên Hòa. Giờ là hướng ngược lại là từ Biên Hòa đi Sài Gòn.
hiện tại mình đang đứng ở ngã tư An Giang các bạn, hướng đi từ Sài Gòn Biên Hòa đi Sài Gòn. Đó, giờ kẹt xe nè, giờ quẹo phải này đi về Tân Vạn này các bạn, vô thành phố Biên Hòa. Video đến đây đã hết, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và ủng hộ, nhấn like và đăng ký cho kênh mình phát triển nha. Chào tạm biệt, bye bye.